Video này đang được quay bởi một chiếc máy điện thoại có camera sau 1x. Ok, chào mừng anh em đã đến với Đại Công Nghệ. Trên tay của mình đang là con Sharp R6 nha. Đầu tiên là ngoại hình. Ở đây thì mình có rất nhiều các cái máy. Cảm ơn anh Tuyên. Anh chuyên bán những cái mẫu máy liên quan đến hàng độc lạ anh em ạ. Giá rất là ok luôn. Đây thì có một vài mẫu, ví dụ nó bị vỡ như thế này thì nó chỉ có cái mức giá là khoảng hơn 2 triệu một chút thôi. 2 triệu. Còn nếu mà lành lặn, ví dụ lành lặn như thế này thì sẽ chỉ là loanh quanh khoảng 5 triệu thôi nhá. Nó cũng sẽ ở Mi 10S chẳng hạn. Nhưng mà anh em sẽ có một cái camera, gọi là một camera nó rất to luôn, 1 inch anh em ạ. Chỉ khoảng 2x để anh em có thể trải nghiệm. Anh em nhìn những cái đường vân vỡ đi. Qua cái camera này thì nó được tái tạo khá là chi tiết đấy. Nó thu sáng rất là tốt. Anh em thấy vậy không? Rồi. Trong những cái điều kiện mà nó không khắc nhiệt ý, thì các anh em khác cũng làm hết rồi. Mình sẽ thử xem trong cái điều kiện nó khắc nhiệt một chút đi. Nó sẽ rất là cong luôn, kiểu giống như những cái dòng Huawei. Và đến hiện tại là tầm 2 phút rồi, 2 phút rưỡi. Nhưng mà mình thấy có cái hiện tượng này, ví dụ khi quay này nó cứ bị khựng khựng, anh em thấy không? Có cái hiện tượng là bị khựng khựng khi quay này. Và ở đây thì có một vài mẫu nữa, ví dụ con này này, tuy là lát rồi nhưng mà vẫn cảm ứng được anh em ạ. Xịn chưa? Ok. Bản thân mình thì cũng đang sử dụng một con điện thoại lát mà, dùng được. Quan trọng là anh em có trải nghiệm, có thể trải nghiệm được những cái mà tính năng nó ở trên những cái dòng cao cấp. Con này thì còn tàn hơn nữa. Cái kính camera của nó ấy thì được thay thế bằng một lớp băng dính rồi. Nhưng mà camera vẫn chưa bị vỡ. Lắm. Quá bất ngờ về thiết kế rồi đúng không anh em? Đi đến màn hình nhá. Về mặt trước đi anh em thấy không? Cái viền của nó này, viền trên giới thì hơi dày một chút. Viền hai bên thì nó khá là mỏng. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy là nó không kiểu bó cong, nhưng mà cái viền đen ấy nó lại hơi kiểu là nó không sát với cái khung quá. Viền đen này hơi dày một chút này. Thì cảm tưởng thì chúng ta sẽ không có một cái con máy nó quá là cảm tưởng ấy, thì nó sẽ làm nó. Để mình so sánh cho anh em xem. Note 20 Ultra thì cảm tưởng nó sẽ kiểu bị mỏng, nó mỏng hơn một chút. Mặc dù là cái độ bo cong của nó không quá nhiều đâu, nó chỉ mỏng hơn một chút thôi. Đó, nhưng mà cái phần viền dưới của con Sharp thì nó hơi dày này. Và hiện tại thì mình đang quay với cái máy này, nó khá là nóng rồi. Tuy nhiên vẫn chưa có cái dấu hiệu mà nó tự ngắt camera đâu. Quay được 4 phút rồi anh em nhé. Và camera của nó thì khá là nóng. Cái khung viền của nó khá là nóng bởi vì làm bằng kim loại. Nó có tình trạng từ bị gọi là đứt lưng, hoặc là lưng còn ok, màn bị vỡ, hoặc là máy nó còn nguyên, rất nhiều anh em nhé. Nếu mà anh em có nhu cầu trải nghiệm những chiếc máy như thế này thì anh em có thể tham khảo trong phần mô tả, mình sẽ để đấy. Ví dụ con này này, cơ bản nó sẽ có hai màu trắng và đen như thế này, khá là đẹp. Ấn tượng nhất ở trên chiếc máy này đó chính là về cái phần camera. Con này thì không bị, con này cũng bị, ui cảm biến của nó còn dí là được này anh em nhìn này. Cảm biến rất to nha, chưa bao giờ mình được chạm tay thực tế vào một cái cảm biến như thế này. Và lúc mới ra của nó ấy, thì sẽ có giá là khoảng 50-60 triệu cơ. Con này chắc tầm 30-40 triệu thì nó hơi quá. Nhưng mà con này thì nó sẽ có, anh em sẽ, nếu anh em bỏ ra số tiền khoảng 2-3 triệu, anh em sẽ có một cái bảng limit thực của nó nhé. Con này thì không có cái viền camera đó, nhưng mà chúng ta sẽ cũng có một cái cảm biến như ở TOF để anh em lấy nét đấy. Với khoảng 6 phút nhưng mà chiếc máy này nó vẫn quay phim khá là ok anh em ạ. Ok đấy. Nhưng mà hiện tại thì để mình xem nào, mức pin là còn 67%, quay đến 10 phút để xem là pin có bao nhiêu nhá. Ok, may quá anh đã chuẩn bị cho mình cái máy nó còn ngon đây, anh em thấy không, nhìn máy nó phải mướt này chứ. 5 triệu nhá, mướt chưa, nhìn mặt sau của nó anh em này. Úi rồi ôi, con này thì không phải bản limited,
Camera thì xước xước tí này, anh em thấy không? Nhưng mà cái màn hình của nó rất đẹp nhá. Mình sẽ thử khả năng cầm nắm này. Ôi con này cầm sướng lắm. Kiểu nó đầm tay anh em ạ. Thể hiện một cái máy flagship. Sáp thì luôn luôn có những cái thiết kế nó đi vào lòng đất luôn. Nhưng mà chiếc máy này thì khá là ổn. Anh em nhìn không? Thiết kế rất là ổn luôn mà. Viền trên dưới này, viền dưới hơi dày một chút. Nó sẽ có cái để mình vào cho anh em xem phần hiệu năng của nó. Chắc chắn thì có quá nhiều các cái bài đánh giá rồi, mình cũng sẽ không quá quan tâm đâu. Chúng ta chỉ cần quay video màn hình, chỉ cần quay video là biết máy nó nóng như thế nào rồi mà. Chiếc máy này thì sẽ có RAM 12GB, bộ nhớ trong 128 và độ phân giải màn hình khoảng Full HD cộng mà 1260x2730, nó cũng khá là dị đúng không ạ? Dị y như sáp vậy. Ok. Phần pin đi, nó sẽ có dung lượng. Ở đây không ghi dung lượng này. Nhưng mà mình sẽ có AnTuTu Benchmark luôn nhá. Mình đã phải đổi sang một cái máy khác anh em ạ, bởi vì cái con sáp này nó quá nóng. Và vừa xong thì mình sẽ xem là cái video được bao nhiêu, 8 phút 15 giây nhá. Mọi người có thể thấy, anh em thấy không? Vừa đổi sang cái con Note 20 Ultra này của mình ấy thì cái độ sáng của nó thu vào kém hơn hẳn. Con sáp thì giống như kiểu là ban ngày luôn. Còn con Note 20 Ultra kiểu nó tối đi khá là nhiều, bởi vì kích thước của cái con Note 20 Ultra nó chỉ là chưa đến 1 inch thôi. Số điểm mà chiếc máy này đạt được là 783.676 điểm. Mình sẽ vào xem. Với cái phiên bản là V10.0.4, điểm CPU của nó bây giờ vẫn rất là cao, 180.816 điểm. GPU là 263.000. Và anh em thấy không, qua một bài benchmark thì cái nhiệt độ nó tăng đến 11 độ C, giảm 9% pin. Cái camera để quay video ấy thì nó chỉ quay được với cái độ phân giải là 8.3 m thôi anh em ạ. Còn chụp ảnh mới là 20 m. Camera trước thì cũng có độ phân giải là 3 chấm và video quay là 2.1 m. Cả biến thì khá là nhỏ, 1:3.52. Dung lượng pin ở trên máy cũng khá là cao, lên đến 4.910 mAh. Với chiếc sáp Aqua R6, nó đang được chạy phiên bản Android 11, có tiếng Việt luôn anh em nhé. Kiểu máy quốc tế đấy. Note 20 Ultra mua về quay video khá sai lầm, áo led liên tục. Con này loa hơi nhỏ anh nhỉ? Đâu? Ừ, đây này, kiểu kiểu. Nó sao thế đây này tôi? Em chỉ cho nó khác xem nào. Có vẻ như cái dòng sáp này loa nó nhỏ. Ừ, nó nhỏ hơn nữa. Nó còn sao hết gì. Ơi. Chúng ta chơi con này. Với cái môi trường mà mình quay bằng camera trước, ở đằng trước của mình ấy thì không có ánh sáng luôn, và đằng sau có một cái bóng đèn nó khá là chói. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là chất lượng nó hơi bị nhiễu một chút, nhưng mà mặt mình nó không quá đen, mình vẫn nhìn thấy khá là rõ. Rồi, chúng ta sang camera sau như thế nào. Đây mới là điều anh em cần quan tâm này. Mình đang quay với độ phân giải là 4K 60p. Ở trong một cái điều kiện gọi là ánh sáng nó khá là khắc nghiệt như thế này thì anh em xem thôi. Với cái cảm biến 1 inch, chiếc camera này thu sáng có tốt hay không? Alo, alo. Mình lại được gặp anh em rồi. Qua cái video mà mình đánh giá cái con sáp Aqua R6 này thì thực ra là ai là người nên mua chiếc điện thoại này? Trừ khi anh em là một cái người chúng ta cần một cái sản phẩm để trải nghiệm này. Và thứ hai là chúng ta đang muốn mua những cái máy gọi là nó lạ, độc lạ một chút đi. Nó cũng giống cái nhu cầu thứ nhất. Và thứ ba là khi anh em đã sử dụng quen cái điện thoại sáp rồi, anh em thích cái điện thoại đấy thì anh em có thể mua. Còn những cái điểm yếu của nó mà mình thấy được ấy, thứ nhất là do đây là một cái điện thoại nó sẽ là kiểu điện thoại xách tay dùng lâu rồi ấy, thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái mà ở điện thoại cũ anh em cần biết, đó chính là ví dụ dùng hao mòn qua thời gian này. Và thứ hai là đó là cái sản phẩm kiểu xách tay từ Nhật ấy, nó cũng rất là khó để khi mà anh em có sửa chữa ấy, nó cũng rất là khó nhá, sửa chữa rất là khó. Và thứ ba
là cái cảm biến này, cái khả năng chụp ảnh ở trên chiếc điện thoại này, nó cũng gọi là giúp anh em nó kiểu cái thông số ấy thì rất là khủng khiếp như một inch ấy, và kết hợp với camera của Leica, nhưng mà giống như kiểu nó là cái nó chỉ để marketing mà thôi, kiểu marketing ấy, anh em hiểu không? Chứ nó cũng không quá là xịn sò. Chất ảnh chụp ra thì có rất nhiều cái video mà họ đã đánh giá rồi. Từ khi anh em thấy cái thông số đấy ok, anh em thích cái kiểu đấy thì anh em có thể mua để trải nghiệm. Và thực sự thì mình thấy với cái mức giá mà mình có hỏi ấy, cái con mà nói chung là liệt màn Flash 888 thì với cái mức giá khoảng 1.8 triệu, thêm nữa nha, nếu mà anh em muốn mua một chiếc điện thoại mà cấu hình nó cao nhưng mà với giá để chơi game ấy, thì chiếc máy này không dành để cho anh em chơi game đâu. Mà mình thấy thì đây là một cái máy, mình nhắc lại nhá, đây là một chiếc laptop, một chiếc điện thoại có cái thiết kế rất là đẹp. Ok, anh em thấy cái video này như thế nào? Đã rất lâu rồi mình mới được gặp lại anh em đấy. Sắp tới thì mình sẽ làm ra một vài cái video kiểu này thì nó liên quan đến trải nghiệm nhiều hơn chứ không phải bán hàng nha. Xin chào anh em, và nếu mà anh em không thể dành cho mình những cái ôm thắm thiết ấy thì hãy để lại một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Okay.